rồi hả Cô quỷ quại đời của tôi như vậy chưa đủ hay sao Sao cô phục xiết cả mẹ của tôi à, ờ, Nhận lại đi Thả tôi ra Anh thả tôi ra đi mà Giết người Thì phải đền máu. Tôi sẽ giết cô ở đây Chúng ta đồng bi vô tận Anh xin chung, Anh dừng lại đi Dừng lại đi Anh ơi Anh ơi anh làm gì vậy Em mau thả anh ra Giờ ngay tại chỗ này Cả hai chúng ta cùng nhau kết thúc mọi chuyện đi <laughs> Anh sĩ trôn Anh ơi anh làm vậy là sai rồi Anh hãy nghĩ cho cô chung đi Để nhà chết thì anh sẽ có lỗi với cô chung đó Sao anh có thể anh nghĩ như vậy được hả anh ơi Anh làm ơn ngân tay đi mà anh phải sống để giúp cô Chung tìm lại công bằng chứ. Nếu như mà anh có mệnh hệ gì thì làm sao mà cô Chung ý nghĩ được đây? Cảm ơn cuộc sim Chung gì Chị mau cút đi <laughs> Tại sao người đó được vô đây vậy hả Ai cho các người cho người lạ vô công ty vậy chứ tôi nghe nói anh ấy tới đây là để gặp cô mà anh ta nói với tôi là phòng bảo vệ cho phép vô phòng bảo vệ cho sao anh ơi sao tự nhiên anh lại làm vậy chứ anh tìm được chứng cứ gì sao chiếc nhẫn đó rõ ràng cho tới trước khi chết mẹ của anh vẫn còn giữ bên mình nhưng bây giờ china lại đang đeo nó anh nói là chị ấy đeo chiếc nhẫn hả? Hãy nói với Gina, con nằm mơ cũng đừng mong lấy lại chiếc nhẫn này. Có chết cô cũng không bao giờ trả cho nó đâu. Tuyệt đối không bao giờ trả. Cô chung nói là cho dù tới khi chết, cô ấy cũng sẽ không trả lại chiếc nhẫn đó mà. Mẹ anh ra chiếc trong chật ký sẽ thấy gặp ma buôn đô và nói hết mọi chuyện chiếc nhẫn đó chính là bằng chứng. Dành mê thấy giờ chị Na lấy sắp đơn thỉnh cầu và đen đốt hết. Có thể là mẹ nổi giờ khi thấy dành mê bị thương nên mới tới gặp ma bùng đô. Vậy là không lẽ dân mê bị phỏng là do... À... Tội nghiệp dân mê quá đi. Chắc là dân mê sợ lắm và cũng đau lắm. Em thật sự không thể hiểu Sao mọi chuyện lại như vậy chứ Dành mê đã cố gắng dập lửa Để có thể lấy lại sắp giấy tờ đó Em Em xin lỗi Dạ nhưng mà Lúc đó em nhảnh chân hơn nếu như lúc đó em phá cửa và chạy ra ngoài sân thượng thì Cô Trung đã không phải ra nông nổi này Càng nghĩ tới em lại càng tự trách mình hơn Em xin lỗi Thật sự Không phải tại em Đừng có tự trách mình nữa Mà Có phải sơ biêu đu và Yoshida chung một phe không dạ em chứng minh được chứ nếu như anh muốn em sẽ cho anh thấy con trai của chung mu xìm ở đây sao tại sao mà anh ta lại vô phòng của tôi được vậy ông có chắc là ông đã dặn dò phòng bảo vệ cẩn thận chứ cô cho rằng tôi là nhân viên canh cửa hay sao ông thử nghĩ đi để cho anh ta tự do như vậy không phải là tốt đâu anh ta sẽ gây thêm phiền phức cho ông mà thôi bác sĩ chun gây phiền cho tôi. tôi tại sao tôi hiểu ý ông rồi làm ơn giúp tôi đi mà tôi thiệt sự lúc nãy tôi chút nữa là chết vì đau tim luôn rồi đó khi nào tôi mới có được thứ cô hứa đây hả tôi không muốn dây dưa thêm nữa được rồi tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp vậy thì tôi chờ người cho phép bác sĩ Chun vào chính là chủ tịch Ma Bung Đô. Vậy là Ma Bung Đô cho phép bác sĩ Chun vào trong tòa nhà sao? Bản ghi âm. Cả hai chúng ta đều biết đang nói tới chuyện gì. Băng cách xét của mẹ cậu ta. Đừng nói là cô không biết nha. Để tôi suy nghĩ thêm về chuyện này có làm sao? <laughs> Bây giờ tôi chỉ còn thứ đó làm bộ hộ mạng cho mình mà thôi. Phòng trường hợp anh Phung Đô nhớ lại Hai người họ cấu kết để lừa ma Bung Đô Bản thân anh ta cũng biết chuyện này hả Không sai Cho nên em mới nói là anh ta không hề liên quan Không đâu Không thể nói là không liên quan tới anh ta Anh ta đã hồi phục trí nhớ Và biết rõ bộ mặt thật của vợ chị nè Nhưng mà mẹ vẫn tới gặp anh ta để nói sự thật Cuối cùng Người vô tội lại hy sinh tính mạng Tội nghiệp bà ấy! Không làm cái gì sai cả! Nhưng mà anh Bung Đô có lý do riêng mà anh! Anh cũng đã nghe đoạn ghi âm rồi còn gì nữa! Anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc phải giả dơ thôi! Có phải em đang muốn nói là... Chuyện chiếc nhẫn là giả hay không? Đúng vậy! Thật không ngờ mẹ của anh lại là người hứng chịu hậu quả của chuyện này! Mọi chuyện sẽ không như vậy! Nếu như từ đầu ma Bung Đô chịu giạch mặt với Gina! <laughs> anh à! là gì cũng được. Bây giờ anh đã mất mẹ rồi. Làm ơn. Đừng bắt anh thông cảm cho hành động của anh ta. Bây giờ mau cử người xuống thôn vòng qua ngày. Khử ma bung đô đi. Xử lý cho sạch sẽ vào. phần ghi âm này tôi muốn tạo bao nhiêu cái mà không được chứ. Bexy chôn đi rồi sao? Cô nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hả? Chị đã phạm sai lầm lớn rồi đó. Giờ chị nè, chị nghĩ chị tìm lại được nó thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện hay sao chứ? Chị đã sai rồi. Đổi lại chị sẽ mất tất cả những chiếc nhẫn đó đó Cho dù cô chung có chết đi thì Tôi nhất định cũng sẽ bắt chị trả giá Bây giờ cô ở đây nói về người đã chết làm cái gì chứ Đi về nói với bác Si chu Nếu lần sau anh ta còn quá đáng như vậy nữa Thì tôi sẽ báo cảnh sát đó Hình như là anh ta quên mất Việc mình từng có tiền án hay sao Nhờ chị đó Chị chấp nói như vậy Sao chị có thể hả Đang ở công ty đó <laughs> nè. Nè, cậu sẽ đấy. Cậu đưa tấm thẻ gì cho tôi vậy? Tôi cần số điện thoại. Tôi làm chuyện đó, không vì mục đích gì hết. Nếu như cậu nhất quyết từ chối để tôi đưa danh thiếp, trước giờ tôi rất ghét phải mắc nợ ai lắm. Chấm tuyển Macheran Cậu ta kỳ lạ thiệt. sao anh lại biết được là anh si chun đã tới đây vậy chứ là tôi cho anh ta vô đó là anh bung đô sao anh ta có gọi cho tôi vì biết tôi là người cuối cùng mẹ anh ta tới gặp nên, nên anh ta muốn nói chuyện với tôi anh sĩ si chun bây giờ đang rất hận anh bung đô thì cũng dễ hiểu thôi anh ta làm vậy cũng không thể trách được tôi nên làm sao đây thật sự tôi thấy mất phương hướng lắm cô đừng làm gì hết phía cảnh sát sẽ điều tra cặn kẽ chuyện này cảnh sát hả điều tra như thế nào khi băng ghi hình đều bị xóa hết đồ của chủ tịch tới rồi đây cảm ơn nhiều nha Ôi. <laughs> à, 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 chào cô Sim, lâu rồi không gặp ha. Ủa, anh Ryan? Đó là gì vậy? Manh mối cuối cùng của cô Chung Mu Sim. Chân của dân mê đang bị thương đó, hai đứa ngủ ở đây nha, biết chưa? Dì Chung Di sẽ sớm về thôi Mẹ đừng lo lắng nha mẹ Con sẽ nhắc nhở cho anh mẹ ăn cơm Và uống thuốc đúng giờ nữa ơi <laughs> trời ơi Con trai mẹ ngoan quá Dân à. <laughs> mẹ à Thiệt ra em không có làm cái gì sai hết Cho nên em không cần phải tự trách mình Em đừng có nghĩ cái gì nữa hết Chờ với Tề Giang đi nha em Chị sẽ nói chị Chung Di Thay băng vết thương cho em nếu như mà em có cần cái gì thì em nhớ nói với ông hát kêu nha. <laughs> dạ, con xin lỗi. Con không nên ở đây đâu chú. Nhưng thiệt sự là con cũng hết cách rồi. Không có ai trông coi tụi nhỏ hết mà cũng không thể để mặt tụi nó. Nếu dền mê ở bên nhà thì chắc nó không chịu nổi đâu chú. Chân của dên mê cũng cần phải thay băng thường xuyên Còn lại có quá nhiều việc Con không cần lo Chú coi tụi nó cho Bà vợ của chú Cũng không thể làm gì được tụi nó đâu Nên con cứ yên tâm Chắc con đau lòng lắm Chú cũng không biết nói sao Về chuyện của chị chung nữa đây Chứ lại làm Chú cứ tới lui thì con cũng thấy khó chịu Nhất là thằng Si Chun Nó không muốn thấy chú đâu Chú Si mà Con cũng rất thông cảm cho chú Sim Và Chung Di nữa Nhưng mà Chị Na chị ta cũng là con gái của chú Cho nên con phải nói Chuyện dên mê bị phỏng như vậy Tất cả là do chị China hết đó chú Cho nên con mới không muốn tới đây một chút nào hết Sao chứ? chuyện gì vậy ôi <laughs> trời cái con này sao lại giấu ở đây chứ thì tình á ôi cái chỗ này toàn là nước tiểu chó không à hôi gần chết luôn thiệt tình trời ơi Úi, trời ơi rồi, rồi 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 thấy rồi tối nay con sẽ tới đó lấy Cứ kỹ nha mẹ ơi trời ơi biết rồi biết rồi ôi trời cái này là gì đây sao lại phải giấu ở đây chứ ôi Trưởng ơi Trưởng nhóm GF Yojina Không biết là có chuyện gì Chúng tôi tới từ sở cảnh sát Đông Bu Cô là Yojina đúng không? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô biết chung mưu sim chứ Bà ấy đã rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà này Tôi chỉ nghe nói là có người tự tử thôi à Uh, uh, tôi còn phải về nhà nên là anh làm ơn uh, nhanh lên một chút được không? Theo như đoạn băng ghi hình có sự xuất hiện của bà Chung Mu Sim trong đó, chúng tôi đã phát hiện được cô Dơ China và bà Chung Mu Sim cùng nhau đi lên phía sân thượng. Vui lòng đi theo chúng tôi, thưa cô. Sao uh, băng ghi hình gì chứ? Mọi người không cần phải lo đâu. Tôi chỉ về hợp tác điều tra mà thôi. Mọi người về nhà đi ngày mai gặp ừ. cách đây không lâu cô ta mới bị bắt vì tội bắt cóc trời đất ơi Vì âm thanh không rõ lắm Nên không nghe được họ nói gì Cũng nhờ có quản lý xô Mới tìm được đoạn ghi hình này Nhưng mà sau lúc đó Không thể biết được Yashina đã đi đâu Phải có cái đó mới làm bằng chứng được Anh nói là đã nhìn thấy chị ta mà Anh nghĩ coi còn cách nào nữa không Nếu như cần thiết Tôi sẽ ra làm nhân chứng Cảnh sát đưa China đi hả? Dạ. Họ phát hiện được China và nạn nhân đó đã xuất hiện trong băng ghi hình. Sao cậu nói là xóa hết rồi hả? Những gì liên quan tới cô ta, tôi đã cho người xóa hết rồi thưa ông. Kể cả đoạn băng trước sân thượng, theo lời căn dặn của ông trước đó. Nếu đã xóa thì sao cảnh sát lại có được chứ? Tôi nghĩ là có người xâm nhập vào hệ thống. Cái gì? anh có sao không nhìn anh mệt mỏi quá chắc cô cũng nhận được tin nhắn phải không cô không cần phải tới đâu sao lại không tới được chứ mỗi lần tới em đều có gặp cô chung mà cô chung còn nấu ăn cho em nữa ừ vậy cũng đúng lúc nhận được tin em cũng bàng hoàng lắm chắc là chị Huynh chung đau lòng lắm ha anh ừ phải đó à đúng rồi trước đó em có đem cái này cho mấy người ở trong ký túc xá ký phải chị em đưa nó cho cô chung sớm hơn không Dì Trung chung ơi Dì tội nghiệp quá anh à anh đang khóc đó hả đừng có khóc mà em muốn khóc theo luôn rồi nè à, xin lỗi nha à, xin lỗi à, coi kìa tóc của anh rối hết trơn luôn rồi ờ à, phải rồi ha nhìn tôi xấu lắm phải không đi gu gian ờ hôn hôn chung ờ chị ơi chắc là chị đau lòng lắm em rất tiếc hai người có biết ở đây là đâu không dạ thì ở đây là nhà tang lễ của dì chị nhưng mà sao vậy ờ em à nhưng mà tại sao vậy hả tại sao mà hai người có thể làm như vậy đứng ở đây ôm nhau như vậy còn cười được nữa hai người có còn là người không Tôi biết xấu à, hổ hay không hả? Ai mà. ai nè 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 Em chị em chị em làm chị, gì vậy chị bỏ chị anh ra coi Trời chị ư, chị hiểu ơi hiểu lầm thôi mà Đau quá Đau 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 Hiểu lầm cho con khỉ Mà người lúc nào cũng vậy hết Em làm gì lấy lúc sau lúc con cũng cười vậy Em bỏ anh ra trước đi rồi đôi Làm cái gì kỳ cục vậy Hả? Nè nè, cô cô có sao không? chắc là em bị chảy máu rồi Đau á Anh đã nói là không phải rồi mà mà còn nữa Em có biết đây là đâu hay không Nè Ly Vũ Giang Anh đã lừa dối em bao nhiêu lâu nay Chuyện cái váy hôm bữa nữa Anh cho cô ta đúng không Lúc đó Em không muốn mặc gì nó quá đắt tiền Tại sao anh có thể cho cô ta được chứ <laughs> Trời ơi không phải vậy đâu à, à, Chị ơi chị hiểu lầm rồi mà Thật ra thì anh ấy muốn đi trả lại Nhưng mà em đòi mua đó chị Sau đó chị nói là muốn mặc lại Nên em mới đem đi giặt để trả lại cho chị Không ngờ người giúp việc lại làm hư nó Nè tôi là đồ ăn xin hay sao chứ Sao tôi phải xài đồ mặt rồi hả Thôi được rồi em à Như vậy là đủ rồi Đừng có làm như vậy trước mặt gì Anh còn dám nói nữa sao Vậy vừa rồi hai người làm cái trò gì ở đây vậy Hai người làm cái trò gì hả Ờ, à, à, trời đất ơi, thôi chết rồi Đi 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 băng lại đi, mau lên, mau lên à, à, Chị ạ à. Làm ơn đừng hiểu lầm mà Mọi chuyện không phải như vậy đâu chị à. Anh nói là đủ rồi đó Nếu như mà em không dừng lại Anh giận em thiệt đó nha à, Hai người đi đâu vậy Nè Lê Vũ Giang à, 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 à. Béxi Jun? Cô, cô nói người, người giao hàng đó tên là Béxi Chun hả? <laughs> Không lẽ là tên Béxi Chun đó là cái người ở trong tờ giấy sao? Nên cậu ta mới tìm tới Gioi Không đâu, chắc chắn là trùng tên thôi. Mình ghê, chắc tò mò chết mất. Không lẽ phải giác cái mặt tới quán ăn đó thì sao ta? Đầu tóc còn bị sao vậy? Không lẽ con mới từ điên ngục về sao? Không biết, không biết, không biết Trời 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 Con nhỏ này bị sao vậy? Không biết nữa Anna Mọi người đi đâu hết rồi? Em nghe nói là Tây Giang và Giang Mê đang ở nhà em Sao lại tới đây Em mau về nghỉ ngơi đi Anh à Giờ chị Na Hiện giờ đang bị cảnh sát điều tra Họ đã tìm được đoạn băng Ghi lại cảnh chị ta và cô Chung đi ra từ thang bộ đó Thiệt ra là bà ta cố tình kéo tôi đi mà Sau khi nhận được cuộc gọi của giám đốc sơ Thì tôi đã rời đi liền chuyện đó sau khi hồi phục lại video mới xác minh được vậy là bây giờ các anh vẫn chưa có đoạn băng đó sao cô với bà chung mu sim có quan hệ gì tôi thấy trong đoạn băng hình như cô có chuyện gì đó rất gấp cần nói với bà ấy thì tại bà ta đe dọa tôi mà thôi chứ tôi không làm gì hết tôi cũng không phải muốn nói như vậy đâu nhưng thiệt sự đầu óc bà ta không bình thường tôi đã nói rồi sau khi nghe điện thoại là tôi tới văn phòng giám đốc sơ anh muốn biết thì cứ hỏi ông ta đi Bà Đồng Long Vương Ơi trời Nó hẹn mình sao giờ này còn chưa thấy xuất hiện vậy thiệt tình Sao vậy Mẹ chờ ai hả mẹ Cô nói gì vậy tôi có chờ ai đâu Mà sao cô lại ở đây Tôi tưởng cô phải ở bên nhà tăng lễ rồi chứ Mẹ đã cho tê giang Chỉ giờ mẹ ăn tối chưa vậy mẹ Ơi trời Biết cô sẽ hỏi mà Khi nào sim chung di mới hết lo chuyện bao đồng ba ơi tuổi nhỏ đâu rồi ba ở trong đó đó con nhưng mà chung gì nè con bé dân mê có thiệt bị bỏng tại china không là con china làm thiệt hả con dạ ba con nhỏ china này phải như thế nào thì nó mới chịu dừng lại đây chứ sao nó cứ làm tổn hại con dân mê vậy trời con bé vừa bị mất mẹ đã đau lòng lắm rồi mà chị Chung mất ở tập đoàn Chu Bô thiệt hả con? Chuyện này không đúng chút nào hết mà. Ba ơi, bây giờ con về phòng hả? Được rồi, con đi đi. Trời ơi. Hiện giờ ba đã gặp nhiều áp lực lắm rồi. Sao mình có thể nói lý do cô ấy chết đây hả? Giờ chị Na thiệt là sao chị cứ gây rắc rối cho người khác như vậy <laughs> Sao mẹ lại quen biết sơ biêu đu vậy? Mẹ và ông ta số cuộc có bí mật gì chứ? sao mẹ lại không nói gì với con hết tại sao mẹ lại ra đi im lặng như vậy mẹ áp lực lắm có phải không sao mẹ lại không chịu nói với con chứ con là một đứa con tệ bạc tại sao mẹ không nói ít nhất mẹ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà chị xin lỗi Tại sao ông lại tránh tôi hả Không phải là ông nên cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho tôi hay sao Đoạn ghi hình là sao chứ Ông nói để cho người xử lý hết rồi mà Đúng là tôi đã làm vậy. Sau khi xem xét những chuyện này, không thể không nghi ngờ Ma Bung Đô. Anh Bung Đô? Ý ông là anh ấy liên quan tới chuyện này sao? Nếu bây giờ tôi nhúng tay vào can thiệp quá sớm, cậu ta sẽ đặt nghi vấn ngay. Cho nên tôi cần thêm thời gian. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Họ vẫn đang cho hồi phục lại đoạn ghi hình của máy quay. Nếu như họ khôi phục được cảnh tôi đã đi ra từ thang thoát hiểm, khi đó người gặp rắc rối chắc chắn không phải là một mình tôi nữa đâu. Phải ngăn chuyện đó lại. Cô thấy thế nào? Nếu bây giờ đẩy nhanh tiến độ thêm một chút, cái giá của việc cô phải chịu thua tôi. Tôi phải công nhận là ông cũng tin gì lắm đó. Được rồi, ông cứ chờ đi. Đúng là con cáo già mà. mình không thể để nó ở đây được lỡ như phía cảnh sát họ tới lục xét nhà mình thì sao đây ừ chị đa tối qua con làm cái gì mà sao không về lấy đồ vậy vậy à mẹ biết rồi giờ mẹ ra liền đi nhưng mà sao mẹ thấy mọi người cứ rối rít lên như vậy mẹ không cần biết Chuyện của Chung mu Sim con đã nghe chưa? Cô ta nhảy lầu công ty con thiệt sao? Mẹ nghe người ta bàn tán. Con không biết đâu. Mẹ đừng có mà hỏi con. Tuy là cũng hay cãi nhau. À, nhưng ừ. nghe cô ta qua đời cũng thấy khó chịu lắm. Mẹ quan tâm làm gì chứ? Người chết thì cũng đã chết rồi. Bây giờ, yếu đuối cũng được gì đâu. Con thiệt là... Cái đồ phụ thủy <laughs> Khi nào con mới có thời gian Để hai mẹ con mình cùng ngồi xuống ăn cơm Nói chuyện với nhau đây Con bận lắm, mẹ mau vô nhà đi Thiệt tình á Bây giờ hả, tôi còn không thể gặp đứa con gái của mình nữa Thiệt Con đi đi, giữ sức khỏe nghe chưa Nhớ đó nha Đồ Độ độc ác đó Em sẽ cho chị biết tay Vân à <laughs> Mẹ ơi mẹ Mẹ thấy dân đây đâu không hả nó ngủ với cô còn gì sao lại hỏi tôi không lẽ nó đi vệ sinh Úi, trời ơi trời coi nó kìa không được đâu nè sao lại ở đây em đi theo chị tới đây làm gì chứ cái này là của mẹ em còn gì không phải như vậy đâu mà cái này nhìn giống túi sách của mẹ em lắm hả mau lên đưa cho chị đi trả lại đây cho chị <laughs> mẹ ơi cố lên con yêu mẹ Là của em tặng mẹ mà Cái này đúng là tôi xanh của mẹ em. Tại sao chị ăn cắp nó chứ Sao lại lấy tôi xanh của mẹ em hả Nè Không phải như vậy đâu em à Không phải của mẹ em đâu Màu đưa đi, Đưa được, đi Được đâu Em không có đâu Màu đưa đi. Cái con nhỏ này Tại sao em lúc nào cũng xí vào chuyện của chị hết vậy hả Vinh Mê Em sinh ra trên đời này để làm cái gì vậy vậy Mê à Vinh Mê Chị cạch cáo em một lần cuối cùng Đừng để cho chị gặp lại em một lần nữa